Sau đây là kết quả xổ số Khánh Hòa, Chủ nhật, ngày 3 tháng 9 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5, 2. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 5, 7. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4438, 2920, 1320. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4029. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 92737, 33997, 18851, 60864, 32334, 93266, 82895. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 27456, 62422. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 87630. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 72627. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 020954. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 020954.